lực lượng bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với lực lượng liên quan vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy đá với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam. Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án A424.5P, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 11, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì phối hợp Cục Hải quan Nghệ An bắt quả tang 5 đối tượng người nước ngoài, 2 nam, 3 nữ đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 70 kg ketamine và một xe ô tô biển kiểm soát Lào. Đáng chú ý, số ma túy trên được các đối tượng ngụy trang dưới dạng các gói trà và cất giấu hết sức tinh vi tại các vị trí trên xe ô tô, mang biển kiểm soát số 1628. Hiện chuyên án đang được các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.